Anh về đây một bữa ăn tang. Chuyện ngày 24 tháng 2 năm 1984 tại chỗ Hoa Thành Cái Bình Đông, qua một thời gian đau yếu, mặc dù đã được gia đình, anh chị em làm tốt và các y bác sĩ tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng do căn bệnh quá hiểm nghèo nên anh không qua khỏi. Anh đã được trình vào lúc 10:20 ngày 28 tháng 12 năm 2022, tức là ngày 6 tháng 12 năm 2022 âm lịch, hưởng dương 39 tuổi. Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con nhân dân trong xóm và trong xã, anh Vương Văn Nam sinh ngày 24 tháng 2 năm 1984 tại xóm Hoa Thành, là con trai đầu lòng của ông Vương Quang Trung và bà Nguyễn Thị Hòa. Đến tuổi học đường, cha mẹ chạy vậy kiếm sống kiếm tiền cho anh ăn học, được ăn học theo đuổi với bạn bè cùng đối lứa. Anh đã học đến hết 12 trên 12. Đến tuổi trưởng thành, đến việc xây dựng gia đình theo quy luật của Thượng Đế đã định, anh tìm hiểu và kết duyên với chị Trần Thị Hương, quê ở Đô Thành. Hai vợ chồng chung sống thương yêu nhau, anh chị đã sinh được 2 người con. Một là con trai đầu là Vương Đức Duy, hai là con trai thứ, con gái là Vương Thị Hà Linh. Kính thưa toàn thể bà con nhân dân trong và ngoài xã, bạn bè thân hữu gần xa, tưởng rằng Thượng Đế ban cho anh chị hạnh phúc trọn đời đầu bạc răng long, nhưng than ơi, đây cũng là số mệnh của Thượng Đế
anh đã mắc căn bệnh quá hiểm nghèo, mặc dù cha mẹ, anh chị em, làng xóm cùng các y bác sĩ tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng bệnh quá nặng, anh không qua khỏi. Anh đã từ trần vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 28 tháng 1 năm 2022, tức là ngày 6 tháng 12 năm âm lịch, hưởng dương 39 tuổi. Cho toàn thể bà con, anh ra đi để lại cho cha mẹ nỗi nhớ thương không có gì bù đắp, để lại cho hai đứa con niềm thương tiếc cha vô hạn. Anh mất đi một người con gia tộc, hàng xóm anh em, mất đi một người công dân tốt. Thưa toàn thể bà con ơi, đến đây cũng là số phận. Trước linh cữu anh, bà con nhân dân, bạn bè thân hữu gần xa cũng chẳng biết nói gì hơn. Xin trước linh cữu anh, xin cầu chúc cho Thượng Đế ban cho anh mau được hưởng thánh nhan Chúa trên thiên đàng. Xin cảm ơn.
Làm trong hạ xuống. Nên chờ vợ con vợ thanh phần amen.